S111 của dự án Vinhomes Ocean Park nằm trong bộ ba quyền lực S110, 11 và 12, tổ hợp căn hộ đẳng cấp nằm ngay kế cận tiểu khu Ngọc Trai và cách khu vực hồ Trải Cát Trắng 24,5 hectare chưa đầy 300m. Và tòa S111 được thiết kế với hai trục căn chính hướng Tây Bắc và Đông Nam. Đối với tòa S111, các căn hộ hướng Tây Bắc sở hữu tầm nhìn ngoại khu tuyệt đẹp, là hướng duy nhất của tòa nhà không bị chắn nên khách hàng sẽ có tầm nhìn xa, bao quát được toàn bộ phía Tây Bắc của dự án, rất phù hợp với những khách hàng luôn thích tầm nhìn xa, bao quát. Hướng Tây Bắc này với view có thể nhìn ra hệ thống trường học Vinschool, hệ thống sân tập thể thao, sân bóng đá mini và toàn bộ phía Tây Bắc của Vinhomes Ocean Park. Các căn hộ hướng Đông Nam sở hữu tầm nhìn vô cùng mát mẻ vào khuôn viên nội khu với những cảnh quan như công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, vườn dưỡng sinh. Tầm view này mang lại cảm giác yên bình và riêng tư cho quý cư dân. Các căn hộ S111 được thừa hưởng những tiện ích đa dạng như tổ hợp sân tập thể thao ngoài trời, khu shophouse sầm uất, năng động, công viên cây xanh, vườn dưỡng sinh, sân chơi trẻ em hay là hệ thống trường Vinschool đẳng cấp. Tất cả những điều này sẽ đem đến cho cư dân một cuộc sống thoải mái, tiện nghi và hài lòng nhất với căn hộ của mình. Quý khách hàng mong muốn sở hữu những căn hộ yêu thích, hãy liên hệ ngay đến số hotline 024 7306 9989 để được tư vấn nhanh và chính xác nhất.